Xin cảm ơn các em và xin mời thầy Trần Xuân Thảo và ông Dương Quốc Xuân sẽ tiếp tục nán lại sân khấu để chúng ta sẽ trao giải thưởng cho các bông hoa đại nguyên tiếp theo. Xin mời các em đến từ tỉnh Đắk Nông và tỉnh Long An. Chúng ta xin mời các em của tỉnh An Giang và tỉnh Bạc Liêu chuẩn bị. Và tỉnh Long An đang hiện diện trên sân khấu của chúng ta. Và chúng ta sẽ chờ đón ở lượt tiếp theo sẽ là các bạn đến từ tỉnh An Giang và tỉnh Bạc Liêu. Các bạn đến từ tỉnh An Giang và tỉnh Bạc Liêu, chúng ta cũng chuẩn bị sẵn sàng để chúng ta tranh thủ lên sân khấu. Và như vậy, tất cả các em của tỉnh Đắk Nông và tỉnh Long An, những bông hoa tràng nguyên của hai tỉnh đơn vị này đã hiện diện trên sân khấu và xin mời ông Dương Quốc Xuân và thầy Trần Xuân Thảo sẽ chụp ảnh lưu niệm với các em. Xin cảm ơn quý vị, một tràng pháo tay dành cho các bạn. Và chúng ta cảm ơn các bông hoa tràng nguyên, xin mời ông Dương Quốc Xuân và thầy Trần Xuân Thảo tiếp tục nán lại sân khấu. Chúng ta sẽ tiếp tục trao giải thưởng cho các em.